tại mình thiếu sữa. Khui hàng cái nè, gò cỏ luôn cả nhà ơi. Ôi ôi ôi, nếu các bạn có nhu cầu mua bẫy ếch, bẫy lương, bẫy gắn, giớn mini hoặc bất cứ dụng cụ săn bắt nào, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Rồi, hello cả nhà nha. Chiều nay đẩy quốc đám mưa cái Linh Đình luôn. Thì nước trong đây mới cắt lúa, người ta chưa cho vịt ăn nữa. Nước nó cũng dâng lên nhiều lắm nên hôm nay mình trộn mồi đi đặt lập ếch nữa cả nha. Đây là cái bẫy chuột mình không có cái bao luôn, mình làm biến, không phải làm biến mà không có thời gian cái mình để lấy, mình để chằn chụi luôn, mình đặt luôn nè, để chằn chụi gì trời nắng là nó chết chuột nữa nè. Đó, đặt kiếm ăn đồ chơi. Đó, sáng mình bẫy dính con cống nhum, bây giờ mình đặt mấy cái này cả nhà. Đây, đặt mấy cái đi để mình vô đây mình quay cái địa điểm hôm nay mình đặt cho cả nhà coi nha. Lấy bọc đi. Thì điểm hôm nay mình đặt ở đây nè cả nhà. Đây là gần nhà mình luôn nha. Đặt đây một cái chứ nó ít bự bây giờ. Ít khủng như đây nè cả nhà. Đây ít khủng không nha. Đó. Kiếm đặt đèn cái kiếm ếch khủng à. Xong cái này cái nha, mình lại đằng đó mình đặt cái đẳng nữa. Đang này, ngon lành luôn nè. Điểm này là bao ngon cả nhà. Trời cũng tối trời mưa nữa nên mình không có quay nhiều nữa nha. Quay đây cái nữa, xong. Còn ếch nhảy, ếch nhảy, ếch nhảy. Có ếch cũng nhảy cả nhà ơi, ếch nhảy. Tới số. Xong phim mày rồi, đặt đây cái là sáng nè. Vô khúc luôn. Quay hai cái thôi cả nhà. Trời mưa cũng hơi lớn lên nè. Đó. Đồng này dịch chưa ăn luôn nha. Rồi quay về. Thì mình hẹn gặp lại cả nhà sáng ngày mai mình đi thăm nha. Hai cái đây mong là có ếch khủng nha. Mấy cái bùi trong đây nè, ếch mong là nó có vô đây nó trú nè, cắt lúa rồi nó vô trú cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà. Sáng sớm mình đi thăm mấy cái lập ếch. Mình thăm giờ từ đây giờ anh chở đi cho nó đúng với cái chiều mà mình đặt hôm qua, quay cho cả nhà xem. Ở đây mình thăm hai cái đây, ở đó một cái đó. Ủa hàng cái này. Trời ơi. Vô con ếch chà bá luôn cả nhà ơi. Ồ ồ. Không. Qua mình đón đây có ếch khủng đây nè. Có ếch khủng luôn, hai con nha, mà con chà bá luôn nè, mới vô cái đầu tiên luôn á, vô hàng khủng luôn. Ồ ồ đã nhà ơi, ghê.
nó chen cứ ngắt lọt luôn nha. Ồ ồ ồ ồ kìa, nói chứ còn thể đây đi, quay lại lấy, còn mình còn cái này nữa. Ê, vô thăm cái lập gắn này, có chạy con gì không, chuột nó đóng ổ ở đây luôn ở nhà, cắn nào vô chuột nó mình không có bao lại chuột nó ấy, mấy cái gom gã vô nó ở một nùi luôn này, không có luôn. Đây thầm cái giờ lập ếch này cái nữa này, mình đặt cái lập bự nè, trời sủa lọt vô hai con bự luôn cả nhà ơi, ba con luôn cả nhà, một con bự nha đó, ba con một con bự luôn. Tiếp tục có một con bự nữa, hai con chậm chậm đấy, quá phê, nhét vô đây luôn. Ba con nha, quá đã. Rồi, hai cái đây vô hai hàng khủng luôn. Đây con bự nữa nè. Rồi, mình dừng camera đây, lại đằng kia mình quay tiếp. Rồi, tiếp tục. Cá trong đây nghe nha. Ở đây đèn nhiều quá. Cái clip mà mình đặt đây hết một mùa rồi, mình đặt sau hè này nè. Có một lần duy nhất luôn, đặt sau hè này là lúc kênh mình mới lên. Đặt sau hè này nè. Thấy đọc nước nè, không biết được mấy con đây cả nhà. Tại đây đèn nhiều quá, mình đặt ít cái nha, mình đặt xa xa chỗ nhà đèn ít, gọt vô luôn cái nha, vô ít nhỏ không nè. Ơi ở đâu ra, đừng con ít trầm trọng với ba ít nhỏ đó, bốn con nữa nha, bốn con nhưng mà không có ít khủng, bốn con không có ít khủng nữa nha, có được ếch trọng trọng nè đó, với ba ếch nhỏ. Rồi mình lên luôn, ếch nhỏ không, để ếch nhỏ không nha, xuống đây thầm cái dưới đây luôn rồi. Có động nước luôn cả nhà, động nước chắc ếch mini không á, chen luôn, hai con ếch mini, hai con ếch nhỏ nha, đây ếch nhỏ chứ ta, không đã rồi, nhỏ không cả nhà, ếch nhỏ không à, rồi lên luôn. Nhỏ không đã rồi, tiếp tục thăm cái dưới đây cả nhà. Ui dạ, cái dưới đây đợt trước mình đặt lên ếch nó bể vậy nè, biết giờ nó chịu vô không, này nó này con hẹn, trời ơi vô cả nhà ơi, mấy con này, ba con đó, ba con mà ít không được bự cái nha, lứa không à, con trọng trọng kìa, lên luôn cái nha, lên mình thăm cái lập gắn đó rồi mình qua đó thăm tiếp, cái này lứa không.
mới thăm hôm qua, tại giờ sẵn chiến thăm luôn. Có con gì không? Có con gì không? Không thấy gì chứ ta. Ồ, có cả nhà. Con chuột trống. Tiếp tục. Rồi, xuống đây. Lót dưới đây nữa nha nha. Đặt sát mé ở đây nè. Rồi, có động nước luôn, chắc ếch mini nữa quá. Núp dưới đây nè. 3, 4 con nha. 4 con mà được con ếch trọng nữa. Còn như ếch mini không? Đau lòng. Sao lại ếch nhỏ không nữa nha. Ếch này là nuôi thôi nha. Anh là thua. 4 con nha. 4 con được con ếch trọng trọng. Còn như ếch nhỏ không? Ủa dạ. Xuống đây rồi. Đi thả cầm thầm cầu ếch tới giờ này trễ quá. Thường thường đây ếch nó nhiều lắm nè. Rồi mà nó không vô luôn là hiểu rồi đó nha. Nó đây nó nhiều mà nó không vô luôn. Hết ếch luôn. Thịt gà quét biết hết ếch luôn. Thất bại mấy cái thấy buồn hiu rồi đó. Mới chơi dính ếch nhỏ không chịu. Giờ không dính luôn. Cái này nước ít nè, không biết tình hình sao đây. Quất luôn á. Quay lập ếch. Ô, vô cái này. 4 con. Bốn con này nè. Đó. Đó, có 20 cái à. Dạ. Có bán không? Bán gì? Bán ếch lên YouTube thì động quay tiếp. Bán làm YouTube thì giàu hay giàu. Hai con bự luôn. Một bữa đang được nhiêu tiếng không? Dạ bữa 2-3 ký mấy. Dạ. Bán hết luôn chứ bán ký rồi mất đi chợ nữa. Tại có hai này mang. Dạ. Ếch bán nhiêu ký vậy? Dạ ếch 60. Hai con nè. Đang xô luôn 60. Cái này 4 con. Dạ. Có lãnh lúc giờ về bạn cái gì chưa? Chưa. Đây nước túi quá thúi ta. Hôm nay thất bại ở đây quá. Cái gì hôm qua lên trên kia đặt ngon lành nè. Còn dính cả nhà. Vô. Đây 4 con đó nha. 3 con đó nha. 3 con cũng được rồi. 3 con cũng đó, không nhỏ gì mấy. Đấy. 3 con. Cũng trọng trọng luôn nha. Rồi bỏ đây đi. Rồi đây mình thăm cái thằng này nữa. Xong mình qua bên kia mình thăm hai cái bên kia. Bữa nay ít nhỏ mà nha, tại trồng dịch ăn này dính ít bự quá. Cái này rồi, vô luôn cái nha. Ở trong trọng luôn, ở đây ở trong trọng luôn. Có con ít nhỏ nè, 3 con nữa nha. Đó. 3 con. Hai con ít trong trọng, một con ít hơi nhỏ tí. 3 con nghe cả nha. Đây, rồi. Rồi gần. Rồi, mình gom lạp vô mình chạy lên kia luôn. Rồi, vô đây luôn cả nhà.
vô đây mình đặt hai cái ở đây nè, đặt cặp mấy cái ao này kiếm ít khủng á, có không? Không có ít khủng thì mình khủng. Cái này cam quay sao tối quá kỳ ta. Khu hàng cái đầu tiên luôn rồi, khủng không? Em khủng thì tao khủng. Thôi có cả nhà, một con một à, hai con hết cũng tương đối gần khủng. Nhưng mà không khủng hả, à, bự nghe cả nhà, một con bự một con trọng. À, con bự nhưng mà không có đến nổi, không có đến nổi khủng. Hai con nha. Đó. Rồi. Còn này một cái nữa nè, gần chuồng vịt không biết sao. Thịt khủng nó chịu ra không đây. Chị trời. Chị trời. Con gì á, con chuột hay con gì cho bá luôn, thu hàng vừa có luôn cả nhà, hai con nè, hai con cũng trọng bự à, bự không à, trọng không à, đấy cũng được à, đỡ không dính nghe nè, đó hai con nè, đó rồi vô nhiều đó cũng được rồi. Ôi, tiếp tục trên đây thấy hiệu ảnh quá nhỉ, bữa nay dính chắc cả uống cà phê, tiền cà phê xăng cổ này quá, nói tiền cà phê chứ mình có uống cà phê đâu cả nhà, mình uống cà phê sữa không à. Tại mình thiếu sữa. Khui hàng cái nè, rồi cỏ luôn cả nhà ơi. Ôi ui ơi, chơi cái đầy lợp luôn đó nha, thằng ôi hết hồn luôn, tưởng đâu chút bớt ai vô đẩy cái lợp luôn đó nha. Này cái chục con hơn á, ít khủng ít nhỏ gì không, ít trọng không ở nhà, ít trọng không mà, ôi ô kìa, ít bự không luôn á, hai con ít bự luôn, ôi cái này vô được, cái này bù lại nha, này cỡ hơn nửa ký luôn á, nặng ị luôn nè, cỡ 700 gram gì, cái này cỡ 700 gram gì đấy, rồi vô kinh khủng. Trên đây còn con nữa nè, quá thế luôn, ô nó chạy ông nậu đâu, không thể tưởng tượng được, gần nhà đây tưởng đâu nó hiu ai vậy, vô một khúc bù lại cái này là ngon lạnh luôn nha, ít xỉu chứ. Rồi còn ba cái cuối cùng đây nghe nè, ba cái này coi tình hình nó sao, ba cái cuốn cùi luôn, thử trong khu chạy giống này coi ok, ngày mai bữa nay mình lại đây mình đặt luôn. Cái đầu tiên hôm qua xem mém bị máy cày chụp nó hâm chụp tới cái chéo này nha. Không thấy mỏ hết rồi, rồi chất quất luôn, như quạnh cái lợp tôi ngon vậy đó mà nó không vô, chết này đó nha, buồn thiệt chứ, lợp ngon lành cành đào vậy đó, lợp đẹp gì luôn đó. Để còn đây hai cái, mong là nó dứt giác lại được chút đỉnh, nay kiếm tiền phê pháo phê hoài. Xàm xàm cửa hàng cái này, chứ con gì không trời. Ô có cả nhà, cũng đỡ, bốn con nè nhà, đó bốn con có điều nó không được bự thôi, con chậm chậm nhỏ nhỏ à, đấy nhỏ nhỏ nghe nha, rồi bỏ đây đi, cái cuối cùng đồng vịt ăn ít nó không được bự nghe nha, đồng nào không vịt chưa ăn á đặt nó mới có cơm ma ít bự nhiều. Tiếp tục cái này coi, khủng á à.
Ủa, không thấy gì hết trơn ta, gọi vô luôn đó nha. Có điều vô hai con ếch cũng nhỏ nữa, ếch không có khủng. Đồng này đâu bằng đồng nhà mình, chỉ là đồng này không bằng đồng nhà mình nè. Hai con nha. Đấy. Buồn ơi sáu sậu ơi, buồn sáu ơi, sáu ơi buồn quá. Rồi để gì nhà mình đổ cho nhà xem nha. Hết rồi, tới đây cũng hết rồi. Nay không biết tình hình sao đây, mấy ký vậy. Rồi hôm nay được nhiêu đây nha. Đây, hồi nãy một mớ ếch nhỏ mình thả xuống mùng mà mình quên quay cho anh em coi, nhớ giật lại là chưa có căng. Đó là mớ mình cầm câu ếch đó nha, sáng mình cầm câu ếch trên đường đi á. Rồi để mình căng cho nha, xem cái này được nhiêu nha. Rồi 2 ký mốt đó nha, 2 ký mốt, không 2 ký mốt cũng như 2 ký đi. Đấy, 2 ký dưới mớ kia nữa, coi cho dồn lại nữa, cho 2 ký đi. Rồi, bữa nay 20 cái 2 ký cũng đỡ cả nhà, chứ đâu bữa nay chất quất luôn rồi. Thêm mớ mình cầm câu ếch nữa, hôm nay đủ tiền cà phê rồi. Đó. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những clip lần sau nha, bye bye cả nhà nha.